Chào các bạn, hôm nay mình lại quay video đi cắt cành nha, cho các bạn xem nha. Đó, mình cắt như thế đó. Những cành nào không trái, không bông thì mình cắt bỏ nhé. Bạn thấy không? Công việc cũng rất là đơn giản. Không có gì khó hết. Có điều nó hơi cao tí xíu. Mỗi lần cắt mình phải giới lên để mình cắt nha. Hơi cao à. Đấy. Đó là mình cắt những cái cành không bông đấy, không trái đấy. Bạn thấy không? Đó. Mình tạo cho cái cây đẹp để cho nó sẽ ra bông ra trái nhá. Nhấp lia lịa luôn. Nhấp như cắt như chưa được cắt. Đây. Đây là những chú thợ cắt cành của vườn mình này đó, cũng như là cũng là dân cắt chuyên nghiệp hết nha. Đó, cắt lìa hết đó. Đó là những cành non mình bứt bỏ nha. Còn đây là những anh cắt cành trong vườn này. Đó, những anh thợ. Đó, ông đó là chú thợ chứ. Chú thợ già. Chuyên nghiệp hết đấy nha. Lâu năm hết đấy. Đó, cắt một cái là nó chống lỏng trong liễn luôn. Bạn thấy chống không? Quá chống luôn. Đó. Công việc hàng ngày làm như thế. Đó, đây là những anh chàng dũng sĩ diệt cỏ nè. Diệt cỏ tận gốc nè. Đó, diệt mà không chết là đuổi luôn ấy. Cũng sẽ diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Đó, xịt. Đó, vừa xịt vừa chống gậy luôn á. Ghê chưa? Mình quay sơ sơ để cho bạn xem thử các công nhân trong vườn nhé. This is crash, great. Đây, còn đây là những dũng sĩ diệt cỏ của vườn mình đây. Đó, những anh là dũng sĩ diệt cỏ đấy. Diệt cỏ tận gốc đấy. Xịt tới đâu là chết tới đó.